người ta phát lại cái tờ nho nhỏ của mình đó các anh chị, cái tờ mà em khai bên Việt Nam em phát cho các anh chị đó, thì các anh chị và nhớ giữ. Tôi gọi tour chuyển ra chuyển mai mắc hơn tour bằng cấp Pattaya đó các anh chị. Dạ. Đường bay nó bay trên 2 tiếng đồng hồ. Xuống Chiang Mai, ở Chiang Mai một đêm. Mấy chị lựa bộ đồ nào đẹp nhất? Dạ, cứ mặc vô, không có sexy như ngày hôm qua nữa đâu. Dạ, bộ đồ đẹp nhất. 1:30 báo thức qua điện thoại, đúng 2 giờ xuống. Đang chờ ai đó hả? Chết lần đâu rồi? Ấy, thấy chết lần, tìm đập ơi. Chết lần đang làm gì? Chờ xe hả? Đi tắm biển vui không? Quay đi hả? Có dầu gió không? Cần dầu gió không? Ủa bên kia cảnh đẹp gì không? Con rửa ra giùm mợ luôn Phi, rửa đi hết đi. Đợi làm gì ạ? Yeah.
Mũi tên này đi ra mấy, đi vô nè mấy đứa, đưa vô đường này để lạc nó thông qua đây. Cái nền đó không lên con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra chứ nè. Yeah, 手感完全是两个概念，推销的概念，教的概念。